Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định khống chế khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Biển Đông với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Từ gần sáng và ngày mai, lưỡi áp cao lạnh sẽ được tăng cường trở lại, khiến gió Đông Bắc mạnh thêm trên các khu vực này. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng và ngày mai, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Về tình hình cơn bão gần Biển Đông, vào sáng nay thì vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông của đảo Mindanao, Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, tức là từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 17, cấp 18. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng mai mùng 5 tháng 12, vùng biển phía đông nam của Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách phía bắc của đảo Palawan, Philippines khoảng 130 km về phía đông nam. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 12, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 350 km về phía đông. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại đây có mưa nhỏ rải rác, sương mù xuất hiện vào sáng sớm với tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, gần sáng sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay, khu vực này có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sang ngày mai thì gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Xu hướng từ ngày mai thì bộ phận không khí lạnh phía Bắc sẽ bắt đầu gây ảnh hưởng cho vùng biển miền Trung, trời chuyển mây, nhiệt độ giảm và sóng gió tiếp tục mạnh dần lên, không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động và đánh bắt trên biển. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, thời tiết có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, thời tiết tương đối ổn định, có mưa rào một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, có mưa nhẹ, thời gian mưa tập trung nhiều vào thời điểm sau trưa, có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông mạnh cấp 3, cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, thời tiết có mây phát triển nhưng trên diện hẹp, những dải mây có khả năng đem lại mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về nên tại đây trời chuyển nhiều mây, dạng mây màn dày kèm mưa phùn, tầm nhìn xa chỉ từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, mai sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trời trong và hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, biển bình thường. Xu hướng trong 2 ngày tới, cùng với sự di chuyển sâu vào của bão, kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, khu vực giữa Biển Đông, sóng gió cũng hoạt động mạnh dần lên, biển động, không thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt của hệ thống tàu thuyền xa bờ. Tại khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Tại đây có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Tuy nhiên, theo dự báo thì vào chiều mai, siêu bão Bofa sẽ vượt qua đảo Mindanao vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2012. Do vậy, từ sáng ngày mai thì ở phía đông nam của Biển Đông, gió sẽ mạnh lần lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, biển động dữ dội. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.